viên rất tuyệt vời của Thái Lan luôn theo sát đội tuyển. Mỗi khi một giải đấu diễn ra từ nước ngoài hay là nước của họ là Thái Lan, chắc chắn là các cổ động viên đều gửi những lời động viên dành cho các chàng trai tới từ xứ sở chùa vàng.